Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em Vũ Hoa Sim sẽ làm một cái video về cái cây hoa sim khủng, hoa sim rừng các bác nhé, hoa sim lấy quả đấy. Thì cây mới về vườn, thì cũng làm một cái video để cho các bác cùng chia sẻ tới các bác cùng xem, cùng ngắm. Và ai có nhu cầu về cây sim thì bấm cái số Zalo của em là 0365 263 516 các bác nhé. Em đọc lại là 0365 263 516 Vũ Hoa Sim Thái Nguyên các bác nhé. Đấy, còn để được những cây sim khủng nhất và nhận được giá các bác nhé. À, sau đây xin mời các bác cùng xem. Đấy, tại vườn nhà, cây rất là đẹp, bầu bí, cẩn thận, hoành trên 60. Hoành trên 60. Cái này là cái nốt cành khô. Cái cành trước đây nó bị gậy thì em đục nó đi rồi, bôi keo xử lý. Thân rất là mượt, những cái vết cắt thân thiết. Quay các mặt cho các bác cùng xem. Cây rất là to. Những cây mà giống trên chậu nó cũng đang bật mầm, nó đang uốn, cái cành nó hơi cong xuống một tí nhưng mà lọc lá rất tốt. Thời tiết hôm nay cũng rất là đẹp trời, nắng mùa đông. Đây, cây thứ hai cũng hoành 60 gốc. Đây là một cái bộ tán rất là rộng, tay cành mượt nha các bác. Này, cây sim nuôi lâu rồi thì cái gốc nó mà em cho cả đá vào dưới rễ luôn, ký đá luôn. Thân năm nay năm trước cũng được một hai vụ hoa rồi, năm nay phá thế lại cho nó một cái dáng hơi như một cái ổ tí các bạn. Hôm nay sẽ tiếp tục một vụ hoa nữa. Đây, một cái sim trên chậu hoành gần 60 gốc, rất là vặn. Và đã bung mầm rất khỏe. Đây, mầm kìa, mầm các cành nhìn nó không có rõ. Đây các bạn nhá, mầm nó đây, nó bung mầm, bung mầm từng cành từng thân. Mùa này thì cây nó phát triển nó sẽ chậm so với cái mùa xuân mà. Đây, lọc đây các bác, lọc rất là nhiều. Đây, các cái cành cũng phát triển lọc rồi. Đây là hai búi, búi. Bác nào thích chơi búi thì có búi nha các bác, búi cũng rất là to. Vâng, cái lọc của nó đây. Đấy, những cây sim mới về vườn cũng rất to, ngoảnh 45-50. Và một cây nữa đây, dáng rất là đẹp, thân thoát tầm khoảng 1m2 đến 1m1. Thân cảnh rất là đẹp, tại vì là cái trong quá trình di chuyển vận chuyển được bảo quản bằng lưới đen rồi là bằng chăn, thân rất là bự, thân bự các bạn. Đây là trồng ở sân vườn. Đấy, sau này tán cũng rất là gọn. Đây, cây này trồng nên là mấy hôm nay không phun được sâu cho nên là sâu ăn hơi nhiều.
Trời nắng rất đẹp. Nay muốn quay cho các bác cùng ngắm, chia sẻ một cái đam mê về những cây sim to. Tán này thì cây này sau rất là đẹp. Vườn nhà đang có một cây hoa lan tiêu. Hoa lan tiêu tàn rất to. Cái này là một dáng bay mà lại xoáy rất là đẹp, vặn cây. Đây cảnh ba cảnh. Nếu mà ai mà có nhu cầu về hoa sim, cây hoa sim cũng thì cái liên hệ với Vũ Hoa Sim các bác nhé, đáp ứng cho các bác đầy đủ. Và tiếp tục sau một cái video này nữa, em làm một cái video cũng những cái sim đấy, nhưng mà những cái sim ở chỗ em đặt chỗ khác đấy, gần nhà, cũng đất của nhà, do cái diện tích đất đây nó không được rộng thoải mái cho nên là em chỉ đặt được thằng này thôi. Thế thì cũng muốn chia sẻ cái niềm đam mê với các bác, thì nhớ các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Vũ Hoa Sim Thái Nguyên các bác nhé, để được nhận nhiều video thật là hay, thật là ý nghĩa, chia sẻ đến mọi người cùng với sự đam mê các bác nhé. Vườn nhà em thì chỉ có sim thôi. Rồi, các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha. Chúc các bác thật là mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn các bác những cái video về sau. Xin chào.